Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức hội thảo về quy định công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng trinh sát biên phòng. Đại tá Trần Nguyên Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng dự và chủ trì hội thảo. Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của ban soạn thảo dự thảo quy định về công tác nghiệp vụ cơ bản của Cục Trinh sát biên phòng. Dự thảo đã đề cập tương đối toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng trinh sát biên phòng, đã cập nhật và phát triển một số nội dung mới theo sự phát triển của thực tiễn, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình hiện nay trên các tuyến biên giới. Dự thảo đã quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương đường lối của Nghị quyết số 33 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Nghị quyết số 1088 ngày 8 tháng 7 năm 2020 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trinh sát và xây dựng lực lượng trinh sát biên phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt là đã vận dụng các quy định của Luật Biên phòng Việt Nam vào các hoạt động nghiệp vụ của lực lượng trinh sát biên phòng. Dự thảo được nêu đề cập tới 8 đối tượng với tổng số 160 điều và các phụ lục. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1421 QĐ-TTG về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua bổ sung vaccine phòng COVID-19 BNT-162 của Pfizer. Và theo quyết định này, thì Thủ tướng Chính phủ chấp thuận hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua bổ sung 19.998.810 liều vaccine phòng COVID-19 BNT-162 của Pfizer với các điều kiện như quyết định số 39 QĐ-TTG ngày 29 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về mua vaccine phòng COVID-19 BNT-162 của Pfizer. Thủ tướng giao cho Bộ Y tế tổ chức thực hiện việc mua vaccine phòng COVID-19 BNT-162 của Pfizer theo đúng quy định của pháp luật để có vaccine sớm nhất có thể đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong quá trình mua, sử dụng vaccine. Thưa quý vị và các bạn, Tam Đường là một trong 4 địa phương của tỉnh nằm trong vùng thực hiện dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, gồm tuyến đường nối Lai Châu với cao tốc Hà Nội-Lào Cai có chiều dài gần 34 km. Xác định dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Tam Đường nói riêng và của tỉnh Lai Châu nói chung. Nếu ngay sau khi được giao nhận mốc, huyện Tam Đường đã tiến hành công tác kiểm đếm đo đạc, chi trả bồi thường để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho chủ đầu tư. Tuyến đường nối Lai Châu với cao tốc Hà Nội-Lào Cai đi qua địa phận 5 xã của Tam Đường, Bản Giang, Bản Hòn, Bình Lư, Na Tâm, Bản Bo, với tổng chiều dài gần 34 km, được chia thành 3 gói thầu, số 6, số 7 và số 8. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải mới giao cho huyện Tam Đường các vị trí mốc cần giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án ở gói thầu số 8 đi qua 2 xã Bản Giang và Bản Hòn, có tổng chiều dài 15 km. Ngay sau khi được giao mốc, huyện Tam Đường đã thành lập các tổ tuyên truyền vận động phương án giải phóng mặt bằng, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện dự án. Bên cạnh đó, phía cơ quan chuyên môn của huyện đã tiến hành công tác kiểm đếm đo đạc và phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư lên phương án bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Khi mà có cái dự án để làm cái đường ấy, thì con cán bộ xã cũng đến là tuyên truyền để vận động bà con nhân dân nói chung và gia đình tôi nói riêng đến tận nương, xong rồi giải thích cho là cái đường này nó này làm là rất thuận tiện, xong là bố trí là bà con đi tận nơi để bố trí chỉ cho gia đình nào để biết để ủng hộ làm cái đoạn đường tuyến đường này. Như chú gia đình chú thì cũng rất là nhiệt tình ủng hộ. Sau khi kiểm đếm đo đạc thì diện tích giải tỏa của gói số 8 là hơn 40 ha, ảnh hưởng đến 382 hộ gia đình, trong đó có 29 hộ phải chuyển cư. Đối với các hộ phải chuyển cư, huyện Tam Đường đã ra soát và bố trí mặt bằng phù hợp để các hộ chuyển đến nơi ở mới trong thời gian sớm nhất. Trong gói số 8 thì cái số hộ dân di rời hiện tại là đang thống kê là 29 hộ là phải di rời, trong hiện phải di rời. Do đó thì hiện nay là chúng tôi đã cùng với tham mưu cho ủy ban huyện là tìm hai cái mặt bằng để thực hiện cái việc di rời các hộ dân, thì chúng tôi đang cho lập dự án cũng như là đo vẽ bổ sung để làm cái công tác là đền bù giải phóng mặt bằng và xây cải tạo các mặt bằng để di rời các hộ dân. Mặc dù trong quá trình giải phóng mặt bằng tuyến đường nối Lai Châu với cao tốc Hà Nội Lào Cai đi qua hai xã Bản Giang và Bản Hòn
còn gặp rất nhiều khó khăn như số hộ bị ảnh hưởng lớn, hồ sơ đất không đồng bộ, khó xác định hiện trạng và tài sản, hạng mục di chuyển hạ tầng kỹ thuật lớn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng tại gói số 8 dự kiến đến hết tháng 8 sẽ hoàn thành. Ủy ban huyện thì đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, vận động nhân dân là chấp hành các chủ trương chính sách, tạo cái sự đồng thuận thống nhất trong cái thực hiện dự án. Thứ hai là cũng đã phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo được cái quyền lợi của người dân. Thứ ba là cũng đã công khai đền bù giải phóng mặt bằng, rồi là lắng nghe các ý kiến của nhân dân, kịp thời giải thích và giải quyết những cái ý kiến chính đáng của nhân dân. Thứ tư đó là phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của huyện, rồi các ngành của sở, rồi là tranh thủ ý kiến giúp đỡ của tổ công tác của tỉnh, cố gắng đẩy nhanh cái tiến độ trong công tác giải phóng mặt bằng. Để đảm bảo thời gian khởi công vào quý 4 năm 2021, huyện Tam Đường đã tích cực chỉ đạo các ban ngành phối hợp chặt chẽ với hai xã, tổ chức họp dân lên phương án giải tỏa và tiến hành chi trả bồi thường cho 89 trên 120 hộ gia đình của xã Bản Giang và 105 trên 262 hộ gia đình của xã Bản Hòn. Số hộ còn lại, trong thời gian tới, các cơ quan chuyên môn tiếp tục triển khai vận động nhân dân và công khai các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn của xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ được đầu tư sửa chữa và nâng cấp, đã cung cấp nước sinh hoạt ổn định cho hàng trăm hộ dân trong xã, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Đối với gia đình anh Thảo A Nhà, cũng như nhiều hộ gia đình khác sinh sống ở bản Lùng Cù, xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ. Trước đây, do sinh sống ở nơi xa cách nguồn nước, nên việc dẫn nước về để sinh hoạt thường gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ khi công trình nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng, gia đình anh cũng như là bà con trong bản không còn phải đi xa để dẫn nước nữa. Hệ thống ống dẫn nước cũng được đảm bảo hơn trước. Giờ đây thì mọi sinh hoạt của gia đình chỉ cần đi vài bước chân là đến bể nước. Nguồn nước cũng đảm bảo nên bà con ở bản Lùng Cù không còn lo lắng nhiều như trước nữa. Bể là nước đấy là nhà nước sao cho mình, vệ sinh cho mình. Mà mình ví dụ là bạn mình thì một tuần nó thì bị sinh một lần, nước sạch cho nó anh yên dòng cho nó không đớn bệnh mình. Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở bản Lùng Cù, xã Lùng Thàng được đầu tư xây dựng với một bể lọc tập trung và 9 bể cấp nước. Đây là công trình có nhiệm vụ cung cấp nước hợp vệ sinh cho 129 hộ với hơn 400 khẩu ở bản Lùng Cù. Được biết, công trình cấp nước sinh hoạt này được xây dựng từ năm 2009 và đến nay vẫn hoạt động hiệu quả, cung cấp nước sinh hoạt ổn định cho các hộ dân trong bản. Công trình mà cấp nước tập trung cho bà con đấy thì bà con cũng có cái ý thức mà tự quả cho bản. Cái nữa là với cái công trình này là cái nước của bà con này là thì có cái đường nước để từ lâu từ 2009 đến nay là bà con cũng là bảo quản là cũng đảm bảo. Xã Lùng Thàng là một trong những xã trên địa bàn huyện Sìn Hồ có công trình nước sạch nông thôn được đầu tư và đang phát huy tốt hiệu quả sử dụng. Những năm qua, nhờ các nguồn đầu tư của chính phủ, của tỉnh, đời sống kinh tế xã hội của bà con trong xã đã có nhiều thay đổi. Cuối năm 2019, xã đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới của xã đang ngày càng được hoàn thiện và nâng cao. Những nhu cầu thiết yếu của người dân về môi trường sống, sinh hoạt, nhu cầu sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh cũng đã cơ bản được đáp ứng thông qua những công trình cấp nước tập trung được xây dựng và phát huy có hiệu quả. Hiện nay, trên địa bàn xã Lùng Thàng, các công trình nước sinh hoạt đang hoạt động, cung cấp nước cho 9 bản trên địa bàn xã. Về cái chủ trương đầu tư nước sinh hoạt cho các bản, ấy, huyện có chủ trương đầu tư rất lớn. Trong xã là đến thời điểm hiện nay là đã được đầu tư là 11 công trình, trong đó là 11 trên 9 bản. Thế cái chủ trương đầu tư của huyện rất là tích cực cho nhân dân về cái thứ nhất là sản xuất và cái thứ hai nữa là cái nước sinh hoạt hàng ngày cho nhân dân. Thế qua các cái công trình sau đầu tư đấy thì nhân dân có ý thức sử dụng. Với việc hoạt động hiệu quả, phát huy tối đa hiệu suất sử dụng các công trình nước sinh hoạt trên địa bàn xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ, góp phần tích cực vào cải thiện đời sống sinh hoạt của người dân, cũng như từng bước nâng cao và hoàn thiện một số tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, xăng dầu là mặt hàng thiết yếu để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước. Tuy nhiên, đây là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Vì vậy, công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ an toàn tài sản của nhà nước và tính mạng của con người luôn được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Lai Châu đặt lên hàng đầu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Lai Châu đã luôn được lãnh đạo công ty quan tâm chú trọng, thường xuyên phổ biến quán triệt tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong cơ sở, nâng cao cảnh giác phòng chống cháy nổ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Do đó, từ khi thành lập đến nay, công ty chưa để xảy ra bất kỳ sự cố cháy nổ nào tại các đơn vị trong toàn công ty. Ban lãnh đạo công ty đã triển khai đầy đủ tới cán bộ, công nhân viên toàn công ty. Hàng năm thì công ty chủ động xây dựng các cái kế hoạch như là trang bị các cái phương tiện, dụng cụ phòng cháy chữa cháy đến các cơ sở một cách đầy đủ. Và xây dựng kế hoạch tập huấn luyện cho cán bộ công nhân viên để đảm bảo là mỗi cán bộ công nhân viên đều được tập huấn và được cấp chứng chỉ đảm bảo về phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Hàng năm công ty có kế hoạch kiểm tra các cửa hàng xăng dầu trực thuộc về việc thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo an toàn tại 28 cửa hàng xăng dầu, một cửa hàng kinh doanh tổng hợp nằm trên địa bàn 8 huyện thành phố trong toàn tỉnh. Cùng với đó, công ty đã xây dựng kế hoạch về kinh phí phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy, trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, xây dựng phương án diễn tập phòng cháy chữa cháy, mua bảo hiểm cháy nổ các công trình xăng dầu của công ty. Tại các cửa hàng, định kỳ một quý một lần, các cửa hàng tự tổ chức kiểm tra rà soát đơn vị mình phụ trách nhằm phát hiện kịp thời những thiếu sót, báo cáo với ban lãnh đạo và phòng chuyên môn để có hướng khắc phục sửa chữa, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nhắc nhở cán bộ, công nhân viên, khách hàng chấp hành nghiêm chỉnh nội quy về an toàn phòng cháy chữa cháy, kiên quyết không để sơ hở thiếu ý thức trách nhiệm để xảy ra cháy nổ. Cá nhân tôi cũng như tập thể cán bộ công nhân viên cửa hàng lao động số 15 đã thực hiện tốt công tác phòng cháy, ví dụ như là hàng tháng hàng quý họp tuyên truyền nâng cao nhận thức, phổ biến quán triệt các văn bản, nghị định liên quan tới công tác phòng cháy chữa cháy của cơ quan quản lý nhà nước, của công ty chỉ đạo trực tiếp đến toàn bộ cán bộ công nhân viên trong cửa hàng, từ đó nâng cao nhận thức, nhắc nhở cán bộ công nhân viên, nhắc nhở khách hàng đến giao dịch tại cửa hàng thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị. Cái thứ hai nữa, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại cửa hàng đã được thành lập và lực lượng này được tập huấn nghiệp vụ định kỳ hàng năm của cơ quan quản lý nhà nước. Cái thứ ba là tại cửa hàng, tại đơn vị đã thành lập bộ hồ sơ theo dõi, lưu trữ quản lý đến công tác phòng cháy chữa cháy. Bộ hồ sơ lưu trữ này thường xuyên được bổ sung theo dõi. Trong 6 tháng đầu năm 2021, có 5 cửa hàng xăng dầu trực thuộc công ty đã tiến hành thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, có sự hướng dẫn của cán bộ phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đơn vị cũng thường xuyên được phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy. Sau mỗi lần kiểm tra, đều lập biên bản đánh giá, ưu khuyết điểm và kiến nghị, yêu cầu đơn vị phải có biện pháp khắc phục kịp thời những nguy cơ tiềm ẩn trong phòng cháy chữa cháy. Cơ quan cảnh sát phòng cháy đã phối hợp với công ty xăng dầu kiểm tra đánh giá lại toàn diện cái việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy theo cái quy định của pháp luật. Thì qua kiểm tra chúng tôi thấy rằng là công ty xăng dầu, ban giám đốc cũng đã rất quan tâm tới cái việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, như là thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy đối với cán bộ nhân viên. Thứ hai là trang bị những nội quy, những cái quy định và các cái phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Định kỳ phối hợp với cơ quan phòng cháy cháy để tổ chức huấn luyện về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy chuyên trách cho cái lực lượng phòng cháy cháy tại chỗ của các cái cửa hàng cũng như là văn phòng công ty xăng dầu, và thường xuyên là tổ chức thực tập các cái phương án để giải quyết các tình huống cháy nổ từ các cái địa bàn của các huyện cho đến các cơ sở phòng cháy các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn ở thành phố. Nhờ thực hiện tốt luật phòng cháy chữa cháy, thời gian qua công ty đã đảm bảo an toàn không để xảy ra cháy nổ. Kết quả này đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững của đơn vị. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ giá hiện hành thực hiện trong tháng 8 năm 2021 của huyện Tân Uyên đạt 27 tỷ 375 triệu đồng. Lũy kế thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đạt 220 tỷ 618 triệu đồng, bằng 63,9% kế hoạch. Trong tháng, thị trường hàng hóa dịch vụ tiếp tục duy trì ổn định,
Thị trường nông thôn vùng sâu vùng xa của các xã trong huyện, các mặt hàng đa dạng, phong phú về chủng loại, cơ bản đáp ứng với nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tổ công tác liên ngành an toàn thực phẩm đã tổ chức kiểm tra kiểm soát tình hình giá hàng hóa, chủng loại hàng hóa lưu thông trên địa bàn huyện, kịp thời xử lý các trường hợp tăng giá bất hợp lý, các hình thức gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn huyện. Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có tổng diện tích cây ăn quả đạt 8.300 ha, trong đó diện tích trồng mới trong tháng 7, tháng 8 đạt 285 ha, bao gồm các loại dứa, chanh leo, chuối, bơ, xoài, vải. Từ đầu năm đến nay, sản lượng cây ăn quả của tỉnh đạt 29.000 tấn, tăng hơn 1.000 tấn so với cùng kỳ năm trước. Kết quả đó là nhờ nhiều địa phương trong tỉnh đã thực hiện chủ trương phát triển cây ăn quả trên đất dốc, tập trung rà soát diện tích trồng cây nông nghiệp hiệu quả thấp để quy hoạch chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Cùng với việc chuyển đổi, trồng mới cây ăn quả, cán bộ khuyến nông hướng dẫn người dân cách tỉa cành, tạo tán, bón thúc và phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng được 1 đến 2 năm tuổi và cây sau thu hoạch, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển vùng cây ăn quả bền vững.